Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây, tiếp tục với series Evil War nha anh em ơi. Link tải mình sẽ để phía dưới phần comment dành cho anh em nha. Rồi, và let's go anh em. Chúng ta đang đi ăn được tất cả những cái item to dưới này. Đi cùng mình làm gì? Ok, đi thẳng ra sang đây anh em ạ. Tại vì thằng kia nó... Ok. Tí hoảng. Vãi cả đạn thật sự. Hai con nó kiểu nó kết hợp với nhau anh em, quá kinh khủng khiếp. Chỗ này nhiều item ăn nhỉ, rất nhiều item ăn đó. Cho tập trung ăn thôi anh em. Tập trung ăn golem đã rồi tính sau. Ở phía giữa thì thường nó sẽ có rất là nhiều này anh em, rất là nhiều con đó. Rất là nhiều golem luôn. Để mình hạ hết các bọn golem ở giữa đi á. Kìa, thằng ở trên kìa, nó chém nhau giờ. Nice. Đi ăn bọn nó đã anh em ạ. Tôi bây giờ tôi không phải top 1 nữa. Tôi top mấy rồi này. Hay 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 anh em. Ăn mạnh vào, ăn mạnh vào. Tấn công mạnh vào. Thi thoảng vào chém nó phát ở trong cái nhà nó là đấy. Tí hoảng. Sợ ghê. Chỗ nơi này thì có ai không? Đấy, có một vài con golem mà. Thế mà nó đã tấn công vào được rồi. Đúng á, ra muốn chém mà không chém được, còn nó ra ngoài rồi. Nó ra ngoài hẳn rồi anh em ơi, chúng ta sẽ lừa lừa vào chém nó. Khó, thật sự là khó, bọn nó đang lượn lờ như này đông lắm. Đây chúng ta sẽ rất là mệt. Lừa lừa chém nó thôi. Đông thế. Và chém nhà nó ấy anh em ạ, chứ đừng có chém ấy. Thi thoảng ăn mấy con golem này thôi. Wow. Bọn nó cũng đang vãi cả đạn. Thế để nó chém. Thế chịu rồi. Trên này có ai không? Không có ai để mình có thể chém được. Hai thằng kia nó đang top 1 anh em ạ, khá là khó. Khá là khó nhằn để có thể chém được nhá. Xin mạng. Xin mạng. Bình tĩnh nào. Chạy ra ngay. Ở lại có mà chết à? Ten 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 ten. Chúng ta không phải nằm trong top à? Mấy thằng kia nằm trong top kinh nhỉ? Ok. Mình không tới à? Ảo thật sự luôn. Mình nhìn thấy rồi. Mình nhìn thấy nó rồi anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ vào chém nhà thôi. Ê, chém liên hoàn đấy, khá đáng sợ. Mẹ lớn, ở lại làm gì anh em? Tôi thì tôi cắn trộm cái, tôi né ra mà. Oh, vào đây. Vậy đúng ha? Đâu anh em ở đây thế? Valentino. 4.100 với 4.200
tiếp tục vào thôi, tiếp tục chiêu ra hai hướng này, tôi làm mà tôi chém phát. Tí hoảng à, phải tí hoảng, đừng có tham quá, nhiều khi tham quá là không được đâu. Thủ nhà không được đâu em, nói thật là bạn, các bạn không thủ nhà đâu. Mình lao ra rất nhanh em ơi, ở đây không có cái để ăn nhỉ, mày lao vào đi. Đấy, thằng kia lao vào chuẩn rồi đấy, chết đấy mày thế. Ờ, tôi sẽ ăn ngoài thanh niên kia, nó chịu cái trách nhiệm là để tấn công nhà rồi, nên thôi mình sẽ ăn ở ngoài vậy, ăn ở hàng ngoài ở chỗ này này, chỗ này thường rất là đông ha. Đấy, chưa vừa nói xong mình về sẽ phòng thủ nhà tí. Ok các bạn cứ tấn công đi, chúng ta đang khá ổn. Wow. Tấn công bớt này. Ok, let's go. Về nhà đỡ đỡ nhà tí được. Chỉ ăn đấy thôi, ăn mấy cái item này thôi. Wow, đông hả? Về nhà đép nhà anh em ơi, về nhà đép nhà thôi. Chỗ này có mấy con ra đây thì mình chém thôi. Đâu à, trên à, phía trên anh em ơi, top 6 3000 mấy á, chém hết. Bọn nó bắt buộc phải về nhà rồi, bọn nó không công được thì bọn nó bắt buộc phải về. Đồng hơ, người to quá anh em, sợ. Không được, tí có thể chém được không? Thôi anh em ơi, tôi đang đi ăn một vài cái ở đây. Trên này thì có vẻ như đang mọi thứ đang ở trên kia, không ai tấn công nữa rồi. Bên mình có một thằng level rất là cao. Bây giờ chém được cái thằng bá đạo ở đây sao anh em? Đúng rồi, hay quá. Anh em làm rất tốt. Chúng ta sẽ cản chỗ này. 22, 25, 26. Ở đây có một con này. Tấn công từ lúc nào? Ở đây, dồn vào đây là chết rồi đấy mày ạ, cưng ạ. Mày vào đây là mày oảng đấy, oảng rồi đấy. Đấy chưa, tôi dồn vào cái góc là nó oảng mà anh em, nó sợ cái nó oảng luôn. Ok, tiếp tục là thủ như thế này để anh em có thể tấn công lên. Bình tĩnh thôi. Thằng kia tí hoảng. Tôi cứ bình tĩnh nha anh em. Gì phải quá vội vàng. Nó đang phòng thủ chỗ này đang rất tốt luôn. Dưới này đang có khá nhiều con này. Ồ, chỗ nhà đang bị tấn công rồi anh em. 1500, 1900 à. Mình sẽ lượn lại chỗ này đã. Uầy, chỗ này đông đấy.
Ngoài đó bắt đầu đông anh em. Cho hạ vào này thôi, bình tĩnh, không có gì phải vội. Vẫn có những con. Ui, thằng kia top 1 rồi anh em, sợ thật. Bình tĩnh nào anh em, phòng thủ nhà đã, tính sau. Phòng thủ nhà đã, không cho nó vào đây. Vấn đề là không vào đâu bạn. Đó, mấy con kia rồi. Tuổi gì vào đây? Mình chỉ cần ăn item thôi là đủ thắng rồi. Thì mình đang công tổng lực ở phía trên, không xoắn gì cả. Chỗ nào có là mình hạ hết rồi. 34, 35 thì cũng không vấn đề gì. Ngồi anh em lên, anh em lên đây. 34 rồi, để nó chém thế thì quảng chó đấy anh em. Anh em để nó tấn công thế. Đây khoảng hơn 400 điểm. Ê, thủ bên này. Ok, lên thôi anh em, không gì mà phải sợ cả. Chém lên. Chúng ta đang ép dần rồi anh em. Ép gọi là không được, không tới à. Ui trời ơi, tôi gần chết. Mẹ, chém kiểu gì? Những cái giờ phút quyết định là toàn chết này. Chịu đấy, nhờ. Bó tay chấm cơm luôn. Không hiểu kiểu gì. Lên Shopee. Từ thời trang đến mỹ phẩm. Đang uống. Đang lại lao vào. Tôi bị rơi xuống top 5 à? Nhưng mà team vẫn thắng rồi. Về cái sự hiểu ý nhau anh em ơi, vừa team tấn công vừa team phòng thủ à. Hay, vẫn hay à. Vẫn tuyệt vời. Thua nào. Không thua nổi anh em. Bên họ thua rồi. Chết luôn. Thắng rồi. Cách biệt quá nhờ. Nhưng mà tôi chỉ là từ top 5 thôi. Thắng rồi. Không lên ở top 4 nữa. Ok nhá anh em. Xin chào lại anh em trong tập kế tiếp. Bye bye.